Các nhà thiên văn học cho rằng họ có thể phát hiện hố đen rơi vào lỗ sâu bằng cách sử dụng các gợn sóng trong không thời gian, được gọi là sóng hấp dẫn, nhưng chỉ khi lỗ sâu thực sự tồn tại, và một kịch bản như vậy đã từng xảy ra. Theo nhà vật lý thiên tài Albert Einstein, người đầu tiên dự đoán sự tồn tại của sóng hấp dẫn vào năm 1916, thì lực hấp dẫn là kết quả của cách khối lượng làm cong không gian và thời gian. Khi hai hoặc nhiều vật thể chuyển động trong một trường hấp dẫn, chúng tạo ra sóng hấp dẫn truyền với tốc độ ánh sáng, kéo dài và ép chặt không thời gian trên đường đi. Sóng hấp dẫn cực kỳ khó phát hiện vì chúng cực kỳ yếu, và ngay cả Einstein cũng không chắc liệu chúng có thực sự tồn tại hay không và liệu chúng có được phát hiện hay không. Nhưng sau nhiều thập kỷ làm việc, các nhà khoa học đã phát hiện bằng chứng trực tiếp đầu tiên về sóng hấp dẫn vào năm 2016, được phát hiện bằng cách sử dụng đài quan sát sóng hấp dẫn giao thoa kế laser LIGO. Sự thành công của LIGO là sự kết hợp của ý tưởng xuất chúng đổi mới về nguyên tắc hoạt động, sử dụng hiện tượng giao thoa ánh sáng và những nghiên cứu tạo nên sự đột phá trong công nghệ. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu như một hố đen rơi vào một lỗ sâu? Trước tiên chúng ta khái quát một chút về hố đen. Hố đen là một trong số những đối tượng hấp dẫn kỳ lạ nhất được phát hiện trong không gian ngoài kia. Chúng là những vật thể vô cùng đặc với lực hấp dẫn mạnh đến nỗi, ngay cả ánh sáng cũng không thể thoát khỏi chúng nếu đến đủ gần. Khi một ngôi sao đốt cháy hết nhiên liệu, nó bắt đầu quá trình suy sụp hấp dẫn trong lõi của ngôi sao và tạo thành một hố đen. Các hố đen sinh ra bởi sự suy sụp của các ngôi sao đơn lẻ sẽ tương đối nhỏ, nhưng lại vô cùng đậm đặc. Mỗi một vật thể như vậy sẽ lớn hơn 3 lần khối lượng mặt trời, nhưng kích thước chỉ tương đương với một thành phố. Các hố đen nhỏ rất phổ biến trong vũ trụ, nhưng người anh em họ của chúng là các hố đen siêu khổng lồ, lại chiếm ưu thế hơn nhiều. Chúng lớn gấp hàng triệu, thậm chí là hàng chục tỷ lần khối lượng mặt trời, và được cho là nằm ở khu vực trung tâm của hầu hết các thiên hà. Các hố đen có khối lượng vô cùng lớn, nhưng chỉ chiếm một khu vực rất nhỏ. Bởi vì mối liên hệ giữa khối lượng và hấp dẫn, nên chúng có lực hấp dẫn vô cùng khủng khiếp. Khác với hố đen, một lỗ sâu hay còn gọi là lỗ Jun, wormhole, là một đường đi lý thuyết xuyên qua không thời gian, có thể tạo thành một lối tắt cho các quãng đường dài xuyên qua vũ trụ. Các lỗ sâu được dự đoán bởi thuyết tương đối tổng quát của Einstein. Năm 1935, hai nhà vật lý Albert Einstein và Nathan Rosen đã sử dụng lý thuyết tương đối tổng quát để đề xuất sự hiện diện của các cầu nối xuyên qua không thời gian. Những con đường này được gọi là cầu Einstein-Rosen hay các lỗ sâu kết nối hai điểm khác nhau trong không thời gian. Về mặt lý thuyết là tạo ra một lối tắt có thể giảm thời gian và quãng đường di chuyển. Các lỗ sâu có hai miệng nối với nhau bằng một cuống họng. Miệng của lỗ sâu có hình dạng giống với phỏng cầu. Còn cuống họng có thể là một đường kéo thẳng, nhưng cũng có thể bị uốn cong, khiến nó có quãng đường dài hơn so với quãng đường thông thường. Khoa học viễn tưởng chứa đầy những câu chuyện về việc du hành xuyên qua lỗ sâu. Nhưng thực tế của mỗi chuyến du hành lại phức tạp hơn nhiều, và không chỉ bởi vì chúng ta chưa tìm thấy một lỗ sâu nào. Vấn đề đầu tiên là về kích thước. Các lỗ sâu nguyên thủy được dự đoán là tồn tại ở mức độ cực kỳ nhỏ, chỉ khoảng 10^-33 cm. Tuy nhiên, khi vũ trụ giãn nở, có khả năng một vài lỗ sâu đã bị kéo giãn đến các kích thước lớn hơn. Một vấn đề khác đến từ tính ổn định của nó. Các lỗ sâu tiên đoán bởi Einstein-Rosen sẽ không hữu ích cho việc di chuyển bởi vì chúng suy sụp một cách nhanh chóng. Nhưng các nghiên cứu gần đây phát hiện rằng một lỗ sâu có chứa các vật chất lạ có thể mở và giữ không đổi trong một khoảng thời gian dài hơn. Vật chất lạ còn gọi là khối lượng âm, không nên nhầm lẫn với vật chất tối hoặc phản vật chất. Chúng chứa mật độ năng lượng âm và một áp suất âm lớn. Vật chất như vậy chỉ có thể nhìn thấy hành vi trong trạng thái chân không, xác định như là một phần của lý thuyết trường lượng tử. Nếu một lỗ sâu chứa vật chất lạ vừa đủ, có thể thêm vào một cách tự nhiên hoặc nhân tạo, thì nó về mặt lý thuyết có thể được sử dụng như là một giải pháp gửi thông tin hoặc con người xuyên qua không gian. Lỗ sâu có thể không chỉ kết nối hai khu vực tách biệt với nhau bên trong vũ trụ, mà chúng còn có thể kết nối các vũ trụ khác nhau. Theo nhiều cách, lỗ sâu khá giống hố đen. Cả hai loại vật thể này đều đặc biệt và có lực hấp dẫn mạnh đối với các vật thể có kích thước như chúng. Sự khác biệt chính là về mặt lý thuyết. Không có vật thể nào có thể quay trở lại sau khi đi vào chân trời sự kiện của hố đen, ngưỡng mà tốc độ cần thiết để thoát khỏi lực hấp dẫn của hố đen vượt quá tốc độ ánh sáng. Trong khi bất kỳ vật thể nào đi vào lỗ sâu, về mặt lý thuyết đều có thể đảo ngược hướng đi.
Nếu giả sử các lỗ sâu có thể tồn tại, các nhà khoa học đã điều tra các tín hiệu hấp dẫn được tạo ra khi một hố đen quay quanh lỗ sâu. Các nhà nghiên cứu cũng khám phá ra điều gì có thể xảy ra khi hố đen đi vào một miệng của lỗ sâu và thoát ra khỏi miệng kia của lỗ sâu vào một điểm khác trong không thời gian. Và sau đó, giả sử hố đen và lỗ sâu bị liên kết hấp dẫn với nhau và hố đen rơi trở lại vào lỗ sâu và lại trôi ra phía bên kia. Trong các mô hình máy tính, các nhà nghiên cứu đã phân tích sự tương tác giữa một hố đen có khối lượng gấp 5 lần mặt trời và một lỗ sâu có thể đi qua ổn định có khối lượng gấp 200 lần mặt trời với cổ họng rộng gấp 60 lần hố đen. Các mô hình gợi ý rằng các tín hiệu hấp dẫn không giống với bất kỳ tín hiệu nào được thấy từ trước đến nay sẽ xảy ra khi hố đen tiến vào và ra khỏi lỗ sâu. Khi hai hố đen xoắn lại gần nhau hơn, tốc độ quỹ đạo của chúng tăng lên. Lần lượt, tần số của sóng hấp dẫn tăng lên. Âm thanh mà các sóng hấp dẫn này tạo ra là một tiếng kêu, vì bất kỳ sự gia tăng tần số nào cũng tương ứng với sự tăng cao độ. Nếu một người quan sát một hố đen xoắn vào một lỗ sâu, người ta sẽ thấy một tiếng kêu giống như hai hố đen gặp nhau, nhưng tín hiệu hấp dẫn từ hố đen sẽ nhanh chóng mở đi khi nó bức xạ hầu hết các sóng hấp dẫn của mình ở phía bên kia của lỗ sâu. Ngược lại, khi hai hố đen va chạm, kết quả là một vụ nổ sóng hấp dẫn khổng lồ. Nếu một người quan sát một hố đen trồi lên từ một lỗ sâu, người ta sẽ thấy một tiếng kêu chống nhiễu. Cụ thể, tần số sóng hấp dẫn từ hố đen sẽ giảm khi nó di chuyển ra xa lỗ sâu. Khi hố đen tiếp tục di chuyển ra vào mỗi miệng của lỗ sâu, nó sẽ tạo ra một chu kỳ ra và vào. Khoảng thời gian giữa mỗi lần ra và vào sẽ giảm dần theo thời gian cho đến khi hố đen mắc vào cổ họng của lỗ sâu. Việc phát hiện ra loại tín hiệu hấp dẫn này có thể hỗ trợ phát hiện sự tồn tại của các lỗ sâu. Mặc dù lỗ sâu có tính suy đoán rất cao, nhưng thực tế là chúng ta có thể có khả năng chứng minh hoặc ít nhất là đưa ra sự tin cậy về sự tồn tại của chúng. Trong kịch bản này, cuối cùng hố đen sẽ ngừng rơi vào và ra khỏi lỗ sâu và hố đen sẽ nằm gần cổ họng của lỗ sâu. Kết quả cuối cùng như vậy sẽ phụ thuộc vào các đặc tính hoàn toàn có thể suy đoán của vật chất kỳ lạ được tìm thấy trong cổ họng của lỗ sâu. Một khả năng là hố đen sẽ làm tăng khối lượng của lỗ sâu một cách đáng kể và lỗ sâu có thể không có đủ vật chất lạ để giữ ổn định. Kết quả của sự gián đoạn trong không thời gian khiến cho hố đen chuyển đổi khối lượng của nó thành năng lượng dưới dạng một lượng sóng hấp dẫn bất thường. Miễn là lỗ sâu có khối lượng lớn hơn bất kỳ hố đen nào mà nó gặp phải thì nó sẽ vẫn ổn định. Còn nếu một lỗ sâu gặp phải một hố đen lớn hơn, hố đen đó có thể phá vỡ các vật chất lạ của lỗ sâu. Điều này sẽ gây mất ổn định, khiến cho lỗ sâu sụp đổ và có khả năng hình thành một hố đen mới. Vẫn chưa chắc chắn điều gì có thể xảy ra nếu một hố đen chỉ cắt các cạnh của lỗ sâu với một phần của hố đen lọt vào miệng lỗ sâu và phần còn lại ở bên ngoài nó. Có thể sẽ có một số hành vi điên rồ ở chân trời sự kiện của hố đen làm phát sinh nhiều sóng hấp dẫn hơn và mất nhiều năng lượng hơn. Một vụ va chạm như vậy cũng có thể phá vỡ vật chất kỳ lạ của hố sâu, dẫn đến lỗ sâu không ổn định. Các nghiên cứu trong tương lai có thể khám phá sự tương tác giữa vật chất kỳ lạ của lỗ sâu và bất kỳ vật chất bình thường nào đi vào lỗ sâu, cũng như các kịch bản phức tạp hơn, chẳng hạn như điều gì có thể xảy ra nếu lỗ sâu quay. Các hướng nghiên cứu khác có thể cho biết cách sóng hấp dẫn tương tác với cả vật chất bình thường và vật chất kỳ lạ trong các tình huống này, cũng như sự đa dạng của quỹ đạo có thể xảy ra giữa các lỗ sâu và một vật thể nào đó trong không gian. Trong những năm gần đây, người ta cũng nhiều lần thử giải thích các hiện tượng bí ẩn như sự mất tích đột ngột của con người hay các con tàu, các chuyến bay vân vân, rằng họ đã lạc vào một lỗ sâu mở ra ngay trên trái đất. Tuy nhiên, tất cả sự tồn tại của lỗ sâu cho tới nay vẫn chỉ tồn tại trên lý thuyết và bản thân mô hình lý thuyết cũng cho thấy rằng rất khó có thể tồn tại một lỗ sâu trong vũ trụ quan sát được của chúng ta.